Xin chào mọi người, hôm nay nhà mình làm món tôm hùm nướng bơ tỏi thơm ngon cực kỳ luôn. Và hiện nay đang là mùa tôm hùm tại tỉnh Quebec của đất nước Canada từ đầu tháng 5 cho đến cuối tháng 6. Giá tôm hùm rất là rẻ, tuần trước mình đã làm thử món tôm hùm hấp không ăn cũng rất là ngon và ngọt. Bữa nay mình sẽ làm món tôm hùm nướng bơ tỏi nha. Bữa nay mình mua hai con này là 25 đô, tương đương khoảng là 450.000 tiền Việt Nam. Lớn hơn hai con tôm hùm tuần trước mình mua là 19 đô, tương đương khoảng 360.000 tiền Việt Nam. Hai con tôm hùm nó còn sống, còn tươi cho nên mình sẽ đi làm nước sốt bơ tỏi trước để mà khi mình giết nó chết xong mình sẽ quét nước sốt bơ tỏi này lên liền. Sử dụng 4 hoặc là 5 tép tỏi mình băm thật là nhuyễn ra. Mình thích mùi thơm đậm đà hơn thì mình sử dụng vài nhánh ngò rí mình cũng băm thiệt là nhuyễn ra giống như tỏi vậy. Nếu không thích hoặc là không có thì mình bỏ qua không sử dụng ngò cũng được nha. Sau khi băm nhuyễn rồi thì mình sẽ bỏ vào trong cái chén bơ để trộn tất cả lên thật là đều. Sau đó để qua một bên để mà xử lý hai con tôm nè. Trước tiên là phải đâm một nhát chính giữa giống như vậy cho nước nó chảy ra thì nó sẽ chết liền luôn. Sau đó mình sẽ cắt đôi nó ra và dùng con dao thiệt là bén nha. Và tiếp theo mình sẽ lần lượt cắt hai cái càng to của nó ra luôn. Vì cái càng to này nó sẽ lâu chín hơn cho nên mình sẽ phải luộc nó trước khi mà mình nướng nha. Và bây giờ thì mình sẽ giết con thứ hai cũng giống như vậy luôn. Đâm một phát chính giữa của nó. Trời thấy tội quá. Xong rồi nó sẽ chảy nước ra và nó sẽ chết liền luôn. Sau đó thì mình sẽ dùng con dao thiệt là bén để mình cắt đôi nó ra. Và tiếp theo mình cũng sẽ cắt hai cái càng của nó ra giống như cái con đầu tiên đó. Để mà mình đem hai cái càng này đem luộc nè. Và nhớ tháo mấy cái cọng thun này ra cho nó khỏi bị đắng nè. Cột mấy cái càng này lại để cho nó không có kẹp chết mấy con xung quanh và mấy con bên cạnh nó sẽ không có kẹp chết lẫn nhau. Cho nên nó sẽ được tươi sống cho đến khi nào mình mua nó về mình làm thịt nó thì nó mới chết thôi. Và tiếp theo thì mình sẽ đem luộc 4 cái càng cua này nè. Và mình đã nấu nước sôi sẵn lên rồi đó. Mình sẽ bỏ 4 cái càng này vô. Mình sẽ nấu trong vòng 10 phút. Và trong thời gian chờ đợi luộc càng cua thì bây giờ mình sẽ đi lấy cái sốt bơ tỏi mà hồi nãy mình đã trộn đó. Mình để tủ lạnh cho cái sốt bơ tỏi nó dẻo dẻo lại thì mình trét lên nó sẽ dễ dàng hơn. Lần này mình mua chúng hai con tôm đực không có trứng. Lần trước mình mua chúng hai con tôm cái có quá trời trứng luôn. Ăn ngon béo lắm. Và sau khi luộc xong 4 cái càng cua rồi thì mình sẽ đem ra mình chặt nứt cái vỏ của nó ra để nó có cái khe hở để mình nhét cái bơ tỏi vào trong chứ mình đừng có chặt đứt cái thịt của nó ra luôn nha. Đó mình sẽ lần lượt nhét hết, chét hết cái bơ tỏi nhận vào trong cái khe hở này nè. Nhận đều như vậy thì chút nữa mình nướng lên nó sẽ thơm đều hết 4 cái càng. Và bây giờ thì mình sẽ sắp 4 cái càng này lên trên cái khay để nướng chung với lại cái thân của hai cái con tôm hùm mà mình vừa mới chét bơ tỏi lên. Và bây giờ mình sẽ sắp làm sao để mình đem đi nướng nó sẽ chín đều hết và mình sẽ nướng trong vòng 10 phút. Và đây, sau 10 phút thì cả nhà thơm rực mùi tôm nướng bơ tỏi. Nói nó thơm ngào ngạt mà hàng xóm, cả xóm nó chảy nước miếng hết luôn đó. Và bây giờ mình sẽ sắp ra dĩa thôi. Mỗi con là một dĩa và hai vợ chồng là mỗi người một con, chia rất là công bằng và đồng đều. Như vậy thì sẽ không có ai dành ăn được của ai hết ha ha. Anh xã mình đang hối sắp nhanh tay lẹ chân lên để kịp ăn cho nó nóng thơm mùi bơ tỏi chảy nước miếng nãy giờ. Nhanh lên em ơi, sắp xong rồi đây. À quên trang trí thêm mấy cọng ngò lên trên cho nó đẹp mắt nữa. Nhìn mà lem quá đi thôi. Và giờ xin mời mọi người cùng thưởng thức món tôm hùm nướng bơ tỏi với vợ chồng mình nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.